Con rể vua thì được gọi là phò mã, thế đố các bạn biết con dâu của vua thì được gọi là gì? Không biết đúng không? Vậy thì lần này chúng ta sẽ đến với các cái hiệu danh thường được gọi ở trong hoàng cung để cho các bạn có thể biết thêm. Xin lưu ý với các bạn là các cái thứ bậc và cách xưng hô trong hoàng tộc Việt Nam thì phần nhiều là chịu ảnh hưởng của Trung Quốc nhé. Song cũng có những cái điểm riêng biệt riêng. Vua thì vẫn gọi là hoàng thượng, còn vua của một đế quốc thống trị các nước nhỏ chư hầu khác nhau thì được gọi là hoàng đế. Vợ của vua là hoàng hậu, cha của vua nếu chưa từng được làm vua thì được gọi là quốc lão. Còn nếu như đã từng làm vua rồi thì được gọi là thái thượng hoàng. Mẹ của vua nếu chồng chưa từng được làm vua thì được gọi là quốc mẫu. Nếu chồng đã từng làm vua thì được gọi là thái hậu hay là hoàng thái hậu. Bác của vua là hoàng bá, còn chú của vua là hoàng thúc. Cậu của vua là quốc cữu, còn cha vợ của vua là quốc trượng. Con trai của vua là hoàng tử, còn nếu được chỉ định nối ngôi được gọi là thái tử hoặc là hoàng thái tử hay là đông cung thái tử. Vợ của hoàng tử, con dâu vua được gọi là hoàng tức. Vợ của đông cung thái tử gọi là hoàng phi. Con gái của vua được gọi là công chúa, còn con rể của vua được gọi là phò mã. Con trai trưởng của vua, chúa hay là từ thời Trịnh Nguyễn ấy, hoặc các chư hầu thì được gọi là thế tử. Còn con gái của chúa thì được gọi là quận chúa. Chồng của quận chúa được gọi là quận mã. Xem phim cổ trang ấy thì các bạn có thể biết được là về phong thái, rồi thì về cái bối cảnh, rồi thì về chức vụ và những cái đời trước ấy, chỉ thông qua tên gọi thôi các bạn cũng đã biết được về cái bối cảnh lịch sử của đời trước đời sau rồi.